bà thì bà không có ham tiền gì hết trơn, con ham chút đỉnh là mua đồ ăn ra ăn, nó đi học ở làm trường này. Chứ bà thì Rồi. lên bà mới trả lời với hai cô ơi, nói trong điện thoại cho thằng Lý nó trao lại cho hai cô. Bà cụ á sợ con nhỏ này nó học không có đâu đâu, nó lỡ dở rồi sau này nhà bà không có bà ở, con này không biết ở đâu đò, nó được đàng hoàng vậy. Cho học tới 18 tuổi là tự do, muốn mà ngang cái gì mà đi ra đi là con không có giúp nữa, con không có còn giúp cho Rồi là nhà nó cũng trả lại luôn hay sao? Như cái lúc nhà đầu. đó, cụ làm sao cụ làm chứ con không có À. cho. Vậy là đâu có Vậy là đâu có cho. lớn rồi nó đi mần ăn rồi Dạ. con đâu có giúp nữa, Dạ, là vậy cái là nhà này ta đóng cho. gì? Hà Nội đã đóng tiền cho con học tiếng Anh, đúng không? Rồi bây giờ là con không học tiếng Anh nữa. Gì kỳ vậy? Cái học tốt cho mình mà. Cũng như là nó nghe cô nói là không có xin nó mà cũng không dám hiền dám hộ nó, vì nó thất, nó làm như người thất nghiệp vậy, hết ham rồi. Cổ hồi Không. đó cũng nói làm sao mà bây giờ cũng nói làm vậy, tại vì mẹ mày lú ra người ta mới không tin. Nhưng bây giờ nè, giờ chú nói cho con nghe như này nè, cho dù cô không có xin con hay hoặc là không dám hộ con, nó không quan trọng. Cái quan trọng ở đây là con còn nhỏ nè, con phải cố gắng học nè, học được nhiều chừng nào tốt cho mình chừng nấy sau này, con hiểu không? Sau này con lớn lên rồi con biết tiếng Anh, con giao tiếp với bạn bè thế giới, thấy không? Nó tốt cho con thôi chứ nó không có liên quan liên gì, nó đâu có ảnh hưởng gì tới con đâu. Ví dụ cô có sinh con làm con nuôi đi chăng nữa, thấy không? Thì con cũng phải ăn, con cũng phải học. Mà cô không có sinh con thì bởi vì con còn mẹ, con hiểu không? Con còn mẹ nên là cô đâu có thể nào, phải chi là con mẹ con nó không về, nó không quan tâm nữa, Mẹ không nuôi thì thì cô thì lúc đó cô mới sinh con được chứ. thôi con ơi, học nổi thì nói không nổi mẹ cho rồi cho người ta dễ tính, chứ đừng nói liệu quỵ sao mày không có cái nhà mà ở đó chết bà Tại cứ sao học sợ không nổi luôn hả? Học tệ luôn hả? vậy. Chắc bấm điện thoại nhiều quá chứ gì. Bà phải để ý mấy trường hợp này, cầm điện thoại cũng nguy hiểm lắm. Cái điện thoại của cô Phương đó, cho là khi mà nó đi học đó, bà sẽ gửi lại cho chú Quân rồi. Gửi chưa? Gửi rồi lâu không bắt đầu đi học tiếng Anh đâu đó, gửi liền. À, gửi rồi. Gửi rồi. Giờ còn cái nào để Cho xài? nên đó, một cái là ở đằng trường cho nó học online hay gì đó con. Online online chứ không phải online. online hả? Ừ, Online ông thầy giáo đó, rồi điện lại dạy cho nó học thì nó học, thì cái điện thoại đó còn chú Lý cho chơi kêu bận gì đó, chú Lý cho chơi mấy cái đó đó là chơi, còn không chơi thì thôi đi học à, chú Lý cũng Rồi vậy không cho. là bà theo và là bà cụ nói là con học yếu, có đúng không vậy không? Thì nó yếu rồi đó mà, yếu thì phải nói yếu là không có xử lý, đừng có Bớt ra ỉ. nghĩ vậy sao sau này sao mà đi làm Không được, con phải cố gắng học phải học xong 12. Xong 12 rồi á là con phải lên đại học, con chọn một cái ngành nghề để con học nghề để ngành con có tương lai sau này, con hiểu nhập không? trường á, Ai nói đường ngoài đó. bà cho nó lại đại học. Con ơi nó lết tới đâu nó lết chứ bà giờ hết biết rồi. Mà cái chuyện đi học là nên con nên đi học lại đi. Rồi cũng có người đưa rước con đi học mà đúng không? Cô đó cũng đóng tiền cho con người đưa rước con đi học mà phải không? Phải không? Ủa gì chứ mọi lần mọi 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 lần đi ai 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 đưa rước? Thì bà mười đi Không ơi. À. thì cô kia hai cô á đưa tiền cho Lý đó, rồi mua sách, mua bộ sách cho nó đi học, bộ sách lớp 5 đó con, cũng lo hết đó. Nhưng mà nó học bà phải học không không được rồi, phải học mình con cháu mình biết nó học giỏi mình sáng trí cái gì đó, lo học con này học gì thấy không khoan không ham, bà thấy rồi. Cho nên bà mới trả lời với hai cô ơi, nói trong điện thoại cho thằng Lý nó trao lại cho hai cô. Bà cụ á sợ con nhỏ này nó học không có đâu đâu, nó lỡ dở rồi sau này nhà bà không có bà ở, con này không biết ở đâu đò, nó được đàng hoàng vậy. Bà thì bà không có ham tiền gì hết trơn, con ham chút đỉnh là mua đồ ăn ra ăn, nó đi học ở làm trường này. Chứ bà thì Rồi bây không giờ là có thôi không học tiếng Anh nữa. như cô quen con mấy con ở nhà con viết nhà
ở nhà viết này kia kia nọ, toán rồi viết tiếng gì đó cũng lấy vở ra viết, thấy viết đó làm đó. Nhìn sao rồi rốt cuộc kết quả như thế nào đây? Giờ con phải cố gắng đi học, phải học tiếng Anh đi để mai mốt giao tiếp làm hướng dẫn, mai mốt còn làm hướng dẫn viên du lịch hoặc làm tiếp viên hàng không rồi đó, người ta bay trên bầu trời người ta nói chuyện dạ. Tiếng Anh giao tiếp tiếng Anh chứ sau này lớn lên là mình giao tiếp với người nước ngoài chứ. Cô đã đóng tiền cho mình rồi thì coi gắng học đi con. Mà bây giờ không học thì nữa là có giận, bộ con giận con hay sao? Con giận cô là không nhận con làm con nữa nè, con giận như là con đi học á hả? Phải không? Phải vậy không? Phải không? Hay sao? Phải vậy không? Phải vậy không? Không biết là sao? Là đúng rồi đúng không? Dạ đi con. Chỉ có chỉ có là vậy thôi chứ mới có lý do chứ sao có lý do đó, là lý do đó bà nói hết con nghe đã cho im à, coi như là không đi học nữa với lý do là cái cô kia không nhận làm con, không dám hộ. Ừ, không dám hộ rồi mà bị gì mày có mẹ đúng rồi mày, mẹ mày nuôi mày nhưng mà mẹ mày không nuôi mày đời mày khổ thôi, mày không đi học mày khổ thôi. Mình cho nên là con phải cố gắng học con, nhớ chưa? Ở nhà sao học qua bà ngoài trường được con? Bà mới nói con về nhà bây giờ nó học lớp 6 thế nào bà không có cũng phải cho nó đi học thêm con, chứ còn học ở đây thì đâu có bà học thêm. Học ta nói học lớp 6 là phải cho đi học thêm chứ còn không nói chuyện ở nhà được, ra là thua người ta. Yếu là học phải học thêm. Yếu lắm con, yeah. Phải học thêm mới được. Nhưng mà giờ này nó lỡ hậu gì con. Bà, không có gì là lỡ hết, cái việc học là không có gì là lỡ hết, phải cố gắng lỡ học. Lỡ hết tại vì lỡ mà nó không muốn đi học, rồi bây giờ mình ép nó, rồi nó nói bà ép tôi quá tôi học không nổi, rồi giờ, bây giờ mình ép nữa thì thấy chuyện đó nó cũng nên. Bà nói thì chỉ con hai cháu, thôi con giờ Mạnh Thường Quân có nói bà gì bà cũng phải đành cam chịu, chứ giờ bà không biết nói tiếng nào nữa. Bà đành cam chịu cũng như hồi xưa ăn mới quẹt rồi trở lại cái con đường mới quẹt tiếp tục không có đủ ăn. Nhưng mà án cái án án một nỗi là người ta hiểu lầm bà do bà tham này kia cái nọ chứ bà thì chứ 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 giờ tụi con xuống đây thì con ban đầu là con cũng nghĩ vậy, nhưng mà sau khi con nói chuyện với bà rồi thì con mới hiểu được tại sao và lý do gì bà phải chọn con đường mà coi như là ở lại tại đất của mình. Bà chọn con đường á, bà chọn hết sức chọn á nha, bây giờ bà suy nghĩ hết sức không được. Thì cô chú anh chị nãy giờ xem kênh thì cũng đã biết rồi ha, lý do tại sao bà hai bà không muốn đi qua bên nhà mới ở thì lý do là cũng chỗ mấy chị cất nhà đó, mấy chị mà tài trợ đó thì cũng nói rằng là khi bé Hằng nó học nó lớn lên rồi, nó học đại học xong thì người ta mới là coi như cho nhà. Còn bé Hằng bây giờ trên con đường như là đang nản học nên bà hai bà sợ là học không tới đâu, coi như là hai bà cháu là cũng đi ra đường ở nên là rất là phân vân, thấy không? Đó, nên cho nên đó là bà hai phải chọn ở lại căn nhà cũ của mình, dẫu sao thì cũng là chỗ ở hồi xưa tới giờ. Còn sợ bé Hằng nó học không đủ khả năng học, nó không có thì đâm ra là không có được cái nhà, nên bà hai phải chọn cái biện pháp ở lại. Thì mong rằng cô chú anh chị hiểu trong cái câu chuyện này, thông cảm đó, tại vì người ta cũng có cái quy định của người ta đó, người ta có quy định là phải học xong đại học người ta mới cho nhà. Đúng rồi. À, còn bé này thì nó học khả năng bà hai, do bà hai dự đoán thôi, khả năng nó học không có nổi, sẽ không học được đại học đó. Còn góc độ của chú là chú khuyên con là tốt nhất là con nên là đi học. Ha, đi học mà dù mọi giá cỡ nào đi chăng nữa cũng không được bỏ học. Giờ mình ở nhà làm gì đây? Đúng. Giờ mình... Con đường học vấn là con đường thành công cho con sau này. Bây giờ con phải cố gắng đi học, đừng cứ nghĩ là cô không dám hộ rồi cô không nhận làm con rồi giận lẫy là mình nghỉ học như là không tốt. Tại vì tiền cô đã đóng rồi, thấy không? Tiền cô đã đóng rồi, thấy không? Cũng nói chung là thật sự. Ở góc độ mình giờ mình nói ra cái câu chuyện này thì giờ mình mới một phần nào mình cũng hơi bỡ ngỡ, tại vì mình cứ nghĩ là
Ủa ta cất nhà cho rồi mắc mớ gì không đi mà còn đòi hỏi cái gì nữa? Thì bây giờ ở xã hội này họ nói bà sao không đi đó. Ở nhà có nguyên do mà bà đã nói rồi đó. Thì nguyên do là như bà vậy không biết. Thì nó người ta không có biết chứ ai có nhà mà không muốn đi về nhà rồi, lớn hơn ngoài trời ham gần chết. Dạ. Nhà khẳng không ở, nói chung biết bao nhiêu mơ ước hả bà? Trời ơi, nghèo quá. Bao nhiêu ngày chờ đợi, bao nhiêu ngày bà chờ đợi mấy tháng trời vậy. Trời ơi. Chứ đừng có nói làm con hổm con đi quay cho bà lợi nhà mới, con giật cái nhà 2-3 tỷ bà mừng cho bà bữa nay mừng. Hết sức mừng được. Nhà rộng rãi yên vậy con, mà nhà rộng rãi ở sao rồi từ đây tới sao hôm nay là xong chưa bà? Hôm nay là chắc gần rộng rồi được. Hôm mà lọt đầu bà qua nữa đó. Hôm ở đây đám tiệc hát đừng đàn quay không được, ông thầy đồng lý chở tôi với nhỏ này, ông thầy đồng chở chú nào nữa đi qua đám đàn quay. Tôi cũng nói thiệt y như vậy nè, chúng nó thiệt cũng y như vậy. Có sao mà nói vậy thôi chứ về sao y vậy. Đi ông đi qua bển thăm nhà không phải của mình không? Đâu đi nhớ chứ. Đi nhìn cho mình tiếc núi nữa. Tối về ngủ không được. Ngủ không được. Thôi kệ đi, giờ bây giờ vẫn cũng ổn rồi. Chứ giờ qua bển thì sợ về đây vẫn không được nữa. Buồn nữa. Nhớ. Dạ. Yeah. Nhớ cái nhà mới của mình cho mình cũng ở con. Nhà nhà hụt hả? Hụt. Rồi giờ kệ giờ ở đây đi con. Yeah. Vì không có nhà ở hụt lại. Rồi bây giờ tại thường thường á là người ta xây nhà cắt cửa mừng. Là người ta cho á, người ta cho là xong, còn cái này dắt có lẽ là cái gió do giá trị nó lớn rồi, người ta cũng có một cái quy định là phải hàng á, phải học bài học xong người ta mới trao nhà, thì phải nói là cũng cả một vấn đề. Rồi bà hai bác cũng bây giờ sợ cái hàng học không tới nè. Thì lấy gì giao thì bởi nha, người giữa chừng giữa chừng bà đi vài năm thì người ta đi, bà không ở người ta sang lắp là đúng rồi, đi khu nghĩa địa mà bà sợ thì bà, người ta ở thì bà người ta cho, chứ còn bà đi là ta sang là đúng rồi, là ta để cho bà ở đúng rồi. Không thấy mặt bà ta nghe nói ở bên kia có nhà rồi thì ta sang cái nhà ngon lành. Dạ. Cả 600-700 triệu mà gì ta sang bằng hết để người ta chôn cất. Yeah. Thì bà gì lấy gì ở con. Yeah. Rồi học cũng sinh thân rồi ai nuôi bà hoài. Yeah. Con nhắm con học đại học đòi nói không? Con học được rồi có cái nhà đó hả? Con tính sao? Nhắm bó tay. Bó tay lên ngồi làm gì bó tay? Bó tay lên con như vậy chưa học mà sao sợ con? Bà học thứ nhất là con học nè, bây giờ con nè, con và con phải cố gắng, con suy nghĩ trong đầu nè, con học là con sẽ có nhà cửa nè, con lớn lên là có nhà sẵn rồi. Sao bỏ tay con? Bỏ tay. Đi làm mướn đó, không học là đi làm mướn. Không học là đi làm công ty đó, chị hai. Vậy chứ gì công ty luôn. Phải là bà nội sao nó hoài được? Đâu có biết. Bà nội mai mốt là 100 tuổi rồi con phải tự lo thân chứ. Nhưng mà không học không đủ, không có bằng thì làm gì khó vô công ty nữa. Không vô được. Rồi bắt đầu cái nửa lớn cái coi về học đi con. Học là xa gán tiêu nghèo khổ chừng đó hối tiếc. Tiêu chí và mục đích của mình là học đại học. Học để mình có cái nhà đó. Còn không học bây giờ đi công ty không được, đi ra làm tập vụ nè. Đó làm gì đâu có làm được. Không, học, đó. Không đi học là chỉ có đi bán giấy số thôi. Đúng rồi đi bán giấy số đó. Đó cũng như nhỏ ông thầy đồng chỉ đó. Hai bà cháu má nó chết. Rồi có cái nhà nhỏ nhỏ ông thầy đồng cũng lo rồi. Ông lên cũng lo. Ủa rồi chỗ phía chỗ thầy đồng đó là cái số tiền của hổm là công bố mấy trăm triệu đó. Rồi cái tiền đó là sẽ làm thẻ rồi hay làm sổ tiết kiệm như thế nào, ai giám hộ? Bây giờ nó tỷ như làm thẻ là lý cũng không dám cần, nó không dám nói. Nhưng mà làm thẻ vậy nè, bà nghe ông thầy đồng nói tôi làm thẻ rồi, trong khi 18 tuổi đó nó bằng cái công sở gì cho đúng công, cái công sở gì á là nó 18 tuổi tôi cho nó rút ra hết nó bằng. Nhưng mà không biết chữ mà bằng cái gì mà rút con. Rồi chỗ thầy giáo đồng ta cũng chưa công bố là số tiền nó sẽ được tài trợ bao nhiêu hết đúng không? Có nói 200 nhiêu đó, 200 mấy ngàn gì đó không biết nữa. À. 200 mấy. Nhưng mà đó nè, học rồi xong đọc xong đại học nè, có nhà nè, rồi có tiền nữa mới làm ăn được. Không học rồi mắc mới gì không đi học. Đi. Không cố gắng lên trời. Ông thầy đồng nói vậy nè, bây giờ cái này tôi chỉ có ăn và học thôi à, ở nhà làm gì mà nó rồi nghỉ học làm gì, học được chữ nó mới làm ăn cái cơ sở gì. Chứ mà vài năm nữa mà mình đâu nói phải nói ấy chứ, mà vài năm nữa bà có gì là nó khổ á, bà chết
bà chết rồi nó ra nó mần ăn cũng không được, không có gì đó. Rồi con nghĩ coi, rồi mẹ bây giờ không thấy có tiền là cho, là không có chịu vui về mẹ đó, mẹ nó có cho mà quậy quậy bẫy quậy làm khổ cho con. Còn bà nuôi nó còn nhỏ lắm, tảo tần nuôi trời có nuôi nít trẻ ra bà nuôi gột rất cuộc lại là cái thiệt sự ra bà không có ham tiền gì đâu mà bà lấy tiền liền chi. Bà nói thiệt, cái đừng hiểu lầm tội nghiệp cho bà, cái sự cái hoàn cảnh của bà cũng khó nghĩ quá con. Bà nói thiệt con, bây giờ ra đi nhà này họ lấy người ra lấy con mình học không được mà rồi mất trắng về không được chẳng bài, bởi vì cái điều lo của bà là vậy đó. Phải phải chứ không con, bà lo thiệt chứ không phải bà đó, bà ham tiền nhưng mà trước ủa bà hai là trước trước khi mẹ con mẹ con hằng ra là Mạnh Thường Quân người ta đã có nói cái vấn đề học đại học ở cho nhà chưa, hay là sau khi mẹ con hằng xuất hiện rồi người ta mới nói? Để nhớ lại coi, cô hỏi nó vậy chứ à, hỏi bà ơi mẹ mấy hằng có điện gì không? Không phải câu hỏi đó, mà là tức là cô nói sau này nó học đại học rồi cô mới cho nhà đúng không? Trước khi á. Cô không nói như vậy là trước khi mẹ con hằng xuất hiện hay là sau mẹ con hằng xuất hiện rồi cô mới nói vậy? Để trước khi ta nói trước hả? Trước khi á cô về muốn lấy cất nhà nói bà cụ qua ở, bà cụ sao mà bà chịu ở, tương lai là cho con bé hằng, bà có qua đời rồi á thì tôi lấy lại làm chi, tôi cho con bé hằng cái nhà thì bà khoái rồi. Nghe nói là bà khoái, bà sắp đặt là cái nhà gần đầu rồi, có gì cô làm giấy tờ cho cổ rồi đó, nói tới đầu rồi mới tới đích đó, rồi cái mảnh giấy rồi bàn khoán đỏ rồi, con sẽ dẫn bà ra ngoài ủy ban giám hộ cho con hằng hả, giấy đâu về mảnh giấy rồi vô nhà hàng Phương Nam ăn uống đàng hoàng, cô mới nói như vậy. Bà cụ, con nói vậy chứ bây giờ con cũng cho con bé hằng đi học mà con cũng vẫn nuôi bà, nhưng mà nó học đó, tới 18 tuổi là tự nó bằng ăn, con không có giúp nữa. Cô ơi, cô vậy rồi lấy gì nó ở cô, nhà đâu ở cô ha? Cái cổ nó vậy đó, con không có giúp nữa. Là lớn lên rồi bà tự mần, tự ăn rồi nữa, mướn nhà trọ ở làm sao làm, con không giúp nữa. Chừng đó bà mới té, bà suy nghĩ hết sức rồi, không được con ơi. Là trước khi mà mẹ với Hằng cậu về luôn đúng không? Cái đó là nói rồi, cái cô mới hỏi nói rồi, nói rồi, rồi mới hỏi bà ơi, vậy là người ta có quy định trước đó rồi chứ không phải là sao cái hằng có gì không vậy bà, vì không có điện cho bà má không có chứ. Nhã nói nè con, má không có điện gì, má con mẹ con điện gì xin tiền. Rồi cái cổ nói vậy là con có mẹ, cô đâu có dám hộ cho con, mà cũng không xin con, vì cô đó cũng không có con, cũng tính đó là tại đây vô đây rồi cho đồ bà đồ hết trơn về mãi thôi. Điện vô nhỏ này tối ngày vậy con, bị gì đâu có biết mẹ nó vậy, người ta cho tiền con á để cô giám hộ cho con nghe con đó, thì cũng vui vẻ như thường. Mà có một cái là cái vụ này đồ với cụ nói coi như là 18 tuổi là mướn nhà trọ ở hả? Cho học có 18 tuổi là tự do muốn mà ăn cái gì mà đi ra đi rồi con không có giúp nữa, con không có còn giúp cho. Rồi là nhà nó cũng trả lại luôn hay sao? Như cái nhà nó cũ làm sao cũ làm chứ con không có cho. Rồi đâu có cho. Vậy là đâu có cho. Lớn rồi nó đi mà ăn rồi con đâu có giúp nữa, là cái nhà này người ta đâu có cho. Bà mới sống hết chứ. Bà không có cho cái nhà. Vậy rồi mới cho. Cô ơi rồi lấy gì nó ở cô. Cũng như vậy tự nó lớn rồi tự nó mần ăn thôi bà. Vậy thôi. Rồi sao nó muốn nhà trọ. Bà quyết định về đây là đúng rồi, hợp lý rồi. Đi được. Dạ. Buồn lắm con. Vậy mua đất cất nhà làm gì trời? Cất nhà đó. Trước khi nói rồi, nó ngon rồi. Bà mừng rồi. Gần rồi bà. Vậy coi như là người ta cất nhà để cho mình ở thôi. Ở thôi chứ còn không có cho đâu luôn. Chứ mình người ta đâu có cho luôn. Rồi thay vì ở đây còn nhà hoài nè. Đúng. Tới đặt cháu luôn. Hồi đó nói ngon. Hồi đó nói bà ở đi. Sao á? Con bà có già 200 tuổi cho con bé hằng nói rõ ràng mà. Bà mới được ngon mà khoái vậy, cái nhà bây giờ bỏ được. Nhưng mà trả lời nói vậy cái bà
hay là trong trong cái lúc mà nói chuyện qua lại thì có cái gì gian dối nhau gì không? Không có nói tình nó nói có một Lý, nhưng mà Lý nói bà nói vậy chứ bà ở đi sao bà cho con nhà không phải đâu con, mình nói sao thì phải nghe, có số tiền lớn mà dễ gì nói sao chứ đâu có phải mà nói qua nói lợi rồi nói vậy nè. Bà phải nói, đừng có nói gắt con bà đó, giờ này bà phải nghe lời anh Lý. Nếu mà bà không nghe lời anh Lý ha, là tôi ngăn ngang, tôi không giúp nữa. Cũng như là ngăn tiền ngang, không giúp nữa. Trời ơi con ơi, giờ nghe lời Lý gì nữa con. Bà giờ nghe lời, nó tỉ như là nó giúp đỡ bà, là bà phải lo nó đi học. Nếu không, anh Lý được quyền họp phụ huynh, bà không có quyền họp phụ huynh. Nếu họp phụ huynh mà con nhỏ nó học dở, điện ra ngoài con, quá xá khép kỷ lực quá trớn, coi như là này là coi như là vừa giúp, giao lợi cho anh Lý, vừa giúp đỡ mà vừa tham gia sâu về sâu quá câu chuyện gia đình đời tư cá nhân luôn rồi đúng không? Sâu quá sâu thành ra bà sao nãy giờ bà nói chuyện, bà hai nói chuyện xong rồi sao con ngày còn bật ngửa vậy ta? Cuối cùng là đâu có cho nhà, đâu có cho, phải cho bà ở đi chi, đã rồi 18 tuổi rồi nó sẽ ra đi mà ngang, con không còn giúp nữa. Hèn chi người ta mua đất cất nhà xây đâu cả tỷ bạc, người ta không ngán, nó thiệt. Lần đầu tiên con thấy là cái một người mà đi vào mà giúp từ ngoài Hà Nội, họ vô họ giúp mạnh dạng như vậy. Người không có quay, tự tôi giúp chắc hả? Chứ không quay lên, nó quá biết. Vô là gấp bà giúp mình coi. Tính toán nói như là Lý, bà cũng biết. Ta nói Lý ơi, sao mà ta mới vô đây mà có khi nào người ta nói gì để thử lòng bà hai không ta? Không có đâu, nó thiệt mà. Rồi cái nói một câu mạnh dạng mà bây giờ nó học tôi giúp, nhưng mà tôi sẽ nuôi bà luôn, nói nghe mê ha, nhưng mà nó học không được đại học là tôi không, rồi học được đại học nhưng mà lớn rồi thì ra mà ngăn, tôi không còn giúp nữa thì nhà của người ta còn ta còn mình để mất nữa, mình đi mất nhà này. Chết không con, bà chết không? Lý nữa bà qua bển ở bà, rồi người ta tính ở đâu được con, trời ơi nói rồi trong đó là tôi ghim ở trong lòng rồi, rồi tôi bỏ cái nhà tôi chết á. Sao nó đi học được rồi tự mần ăn bà hai ha, tự nó ra đi nó mần ăn ha, mà biết nó học tới không, lỡ dở nữa duyên tình thì chết bà con, tội nghiệp mình. Đừng quân đừng nói bà ham tiền rồi lấy đồng tiền để vô mình, chứ không thương con nhỏ này, không thương làm sao bà nuôi. 10 năm nay có khổ sở cũng ôm bà cháu nuôi, cho nên bà thiệt tình con nuôi của bà khổ tâm lắm, lo cho con cháu đủ điều, rốt cuộc đời nó không có dồn tới bà, tại bà vậy. Rồi bây giờ có duyên gặp hai cô này thì nó cũng rất lớn, những người con mình cũng còn lên xuống còn ghé bà. Vậy là người ta tính ra là người ta đâu có cho nhà bà đâu, người ta chỉ cất thì cho bà ở thôi, ở tạm thôi. Giống như cho bà ở đậu vậy đó. Đúng rồi. Khi bà là bé hàng nó lớn lên này rồi tự đi mà ngang. Là sao bà? Người nhà ta không lấy lại. Người ta không có giúp nữa. Nó thẳng cầu không có giúp nữa đó. Tụi bà mới té nữa đó chứ. Bà mới không được, không giờ nhà mình ở. Vì người ta không, ta nói trên vô trong bằng giấy rồi, bắt đầu người ta dẫn bà đi ra ngoài ủy ban. Giám đốc này. À, thấy bà không có con mình thấy mình mê được nha, bà không có con chắc bà thương nó này, chắc bà giúp đỡ rồi bà cho cái nhà nó sau này nó có đúng cái gì, nó không có mục đích gì lý do hết á, sau này nó có tự nhiên một số ai? Một số tiền rất là lớn như thế thì đâu có dễ dàng giữ gì nha, bởi vậy người ta nói ví dụ như cái ấy thì mua xây cái nhà cho bà nhỏ nhỏ thôi, ví dụ như là nhỏ mới có bà chung vô được rồi, nhà cái dùng dưới mà giật mình á, quá trời quá đất, giờ té ngửa. Có nhiều người ta nói bà hai, tiền bạc này không phải ở trên trời rớt xuống đâu mà bà hốt. Người ta nói vậy chứ tôi đâu có hốt của đâu mà để người ta tính. Nói chung thì bà mang tiếng ác á, bà bị mang tiếng ác. Bà mang tiếng ham tiền.
mà không tiền có thì nhỏ nào. Người ta giúp vậy còn đòi được vô đòi tiền đó vậy. Đúng rồi, nhưng không biết lý do bà tự nghiệp bà có bà đâu có làm. Giờ không hiểu lý do rồi. Thì nói chung là quý vị khán giả thông cảm cho bà hai. Bây giờ nãy giờ nói chuyện thì cô chú anh chị đã biết cái góc khuất lý do tại sao mà bà hai không đi. Người ta chỉ giúp giống như là ta xây nhà cất cửa rồi người ta chỉ cho là ở tới bé Hằng lớn lên. Thì bé Hằng tự ra bươn chải, người ta không giúp nữa. Thì cũng tốt thôi, không gì, người ta chỉ mong vậy là quá tốt rồi. Chỉ cần nuôi được 18 tuổi là quá tốt luôn rồi. Tốt lắm. Ra đời làm ăn là được rồi. Nhưng mà cái nhà bây giờ nếu mà rời khỏi cái nhà này thì người ta sẽ sang bằng, người ta làm chỗ nơi chung cất. Đúng rồi. Rồi bé Hằng thì phải tiếp tục là không nhà không cửa nữa. Bà chết thì sau khi còn nếu mà Hằng ở đây thì sau này lớn lên vẫn có cái chỗ để ở. Nhưng mà giờ cũng có chỗ vô. Bà nói vậy chứ bà không ham gì nữa. Bà yêu cầu có một cái gì mạnh thường quân giúp đỡ cho bà chút đỉnh rồi nó côn rồi nó đi học rồi nè chứ không có gì nữa hết trơn. Giờ cho chú hỏi cái hàng riêng mấy hàng xíu coi bữa hổm mẹ con gọi về nói sao. Nói sao nguyên cái câu nói của mẹ con là sao, gọi con biết người gọi đó là mẹ của con không? Nghe giọng giống rồi gọi gọi về nói nguyên nói sao, nói sao con nói cho chú nghe. Mẹ con nói là xây nhà xong thì về ở chung hai bà cháu. Dạ. Yeah. rồi mẹ con nói là xin tiền con như nào? Mẹ con nói xin ít trăm hai gì để xài chơi. Trời chơi hả? Thôi nhiều đó là xong rồi hả? Thôi. Mẹ cúp máy hả? Cúp máy. Là gọi bằng số điện thoại hay gì? Facebook hay là lời con. Bây giờ gọi cái mẹ điện thoại kia kìa, cái điện thoại mà bà trả lời cho cô Phương lâu rồi. Nhưng mà sao mẹ con lại biết cái thay số của con? Con không biết là tự nhiên chưa ai. Sao cũng này đi em nghe chứ. Cô tôi dẫn quá, cứ giờ con đi học, con động thầy cũng gọi con. Để bà đem bà gửi lại cho chú Quân, đem đi cho cô Phương. Từ cái chỗ đó tới nay là không có điện nữa. Còn gì nữa là điện, kỳ quá. Còn cháu bây giờ thì mình nuôi nó, hỏi vậy chứ. Bà thằng này chết rồi, cái vợ cưới bà ngoại nó đi bà đi ở đợ nuôi con gái của nó. Bây giờ con gái nó bỏ cho con nó nữa, nuôi nữa, trời nuôi quá trời nuôi rồi con, hết sức mệt cũng không thèm nhớ bà. Nói gì nữa chứ, bà cháu mày là chó đó, có tiền không cho tao, hỏi đi. Má mày nói tao là chó như mày á, mẹ mày á, không có tiền cho tao. Má điện thoại chú Quân Nam giữ đi xong kết thúc. Rồi đó, có tiền không cho tao là chó. Nó đam tiền đó, nói bà có, bà nó có đâu. Nó nói là tiền thầy đàn đưa lên đó. Cái nó nghe vậy nó nói bà là chó. Trời ơi, nó buồn. 3 tháng nay bà không. Con đó nó không phải con người. Ở chú Quân nói là chị không phải con người thiệt mà. Chị Diệp, chị không phải con người á. Chị là con gì đâu sai vậy đó nè. Chị mới nói được bỏ con người ta giúp bây giờ phá cũng như phá nát phá con mình phá báo con mình được khổ bà ít năm nữa bà cũng chết con không. Nhưng mà cái này vấn đề là không phải là nó phá mà vấn đề người ta đã có cái quy định riêng rồi, người ta đã có cái mục đích người ta cụ thể rồi chứ không phải là nó do nó, tức là người ta đã nói nguyên nhân rõ ràng như thế rồi. Thôi coi như không duyên chứ biết sao vợ bà hai hả? Không duyên không nợ. Thôi giờ bà nói thiệt, tới đây thì cũng có cô bác ở trong mạnh thường quân, rồi bà không phải bà người mà ham tiền mà chê của hai cô đó mà không ở thì bà trật. Nhưng mà nói con nói nghe bà cũng buồn lắm con, mà mình không dám buồn. Nhưng mà mình bỏ ra đi cái nhà này rồi họ sang bằng rồi sao bà không có nhà ở rồi nói như đó thôi gì. Còn nếu mà mạnh thường quân nói bà là người ham tiền tự nghiệp bà thì thông cảm cho bà một chút thôi, chứ bà thiệt bà không có ham đâu con. Ham chứ, tiền ham lắm chứ mà phải cơ, chứ mà ham cái vụ này là thành ra mình không có phải thôi đó. Bà giờ bà nói thiệt, giờ để cho bà ở đây nữa rồi bà có chết rồi thì con nhỏ này nó có chỗ nó chung ra chung vô vậy thôi. Rồi giá mình nó đâu có ở được lâu mà vậy mà học không đầy không thành
nửa chừng nó gãy đổ thì bà cũng đầu nó nào ngay 3 tháng nay cũng là hai cô với mấy cháu cho tiền bà sống được 3 tháng cũng đỡ lắm rồi con, vui vẻ. Yeah. Rồi từ đây đến sau rồi bà cũng từ hồi xưa tới giờ thì không bất nhớ quá, chồng cũng làm rút con gì cũng làm rút mới vô tìm gặp bà rồi trời ơi con tìm ở đâu tìm không gặp bà, cứ bà nói vậy cứ dẫn nhỏ này đi mua đồ, cứ bà bị nói mà nó cũng cho dẫn mình nó cứ cho bà đi theo với con chở bà đi mua quần áo cho nó rồi mua dép già cho nó được về nó lên dưới mua đất cất nhà. Nói thiệt rụt con, không có lâu rồi, nói rụt rốt rẻ liền hả? Rốt rẻ. Cái ít ngày cái Lý nó mua gà vì nó mướn người ta mà rồi nó luộc, rồi nó động đất. Ủa, tiền ở đâu mà con động đất mới nghe cổ nói đây mà sao con. Bà yên tâm đi, bà ở nhà đây nè, người ta cất rồi, người ta đưa hai bà cháu qua bển ở. Trời đâu có cái chuyện mà tiền sao mà trên trời rớt xuống người Lý vậy à. Mà tôi cất rồi tôi kêu hai bà cháu đi qua mỉnh là phải đi. Ừ. Bà nó cũng biết cái bển, bữa con xuống rồi bà mới biết cái bển đó. Chứ thôi bà cũng biết. Trời làm gì rốt rẻ gì tiền bạc cũng vừa chứ đâu mà trời quá trời tiền chứ. Nội ta đi ra đi vô đây là cũng biết bao nhiêu tiền rồi. Ừ. Người ta mần được cái sổ đó là cũng là tiền. Chứ đâu có phải chứ không mà mần được cái sổ đỏ. Ừ. Có mấy ngày được cái sổ liền. Tiền. Trời ơi, có nó dễ tiền đút vô. Trời ơi, mà dễ dầu đủ sổ đỏ. Mà có mấy người được cái sổ đỏ. Coi như là mua tivi, tủ lạnh, bàn học. Tất cả gì. Trời ơi, mà cái sổ đỏ đó tiền dữ lắm con. Mà mình về cái lấy những người bản được cái sổ đỏ đó. Cấp tiền đấy. Là có tiền ngon hả con? Trời ơi, tiền là tiền. Mới mua nổi cái này cũng là đó. Cái này với cái tủ lạnh với cái bếp vuông nhất thì con bếp tần hay gì đó bếp điện bà đâu có dám bà đâu có dám nấu để y đó vậy bà nấu củi không mà con bà không dám nấu điện đó. Ôi, nói chung là ngày hôm nay thì con cũng đi về Trà Vinh, sẵn đi ngang đây ghé thăm bà rồi hỏi lý do tại sao như vậy như vậy. Yeah. Thì con ghé đây thì con nghe bà trình bày rồi thì con cũng hiểu ra lý do tại sao bà không đi rồi. Yeah. Thì nói chung là cũng một phần để cho cô chú anh chị cộng đồng mạng hiểu rõ cái câu chuyện, chứ đừng để hiểu lầm bà hai cũng tội cho bà, vì bà cũng nói rất là rõ bà không có tham tiền, bà chỉ muốn là cái tương lai cho cháu của bà thôi. Nhưng mà vì một cái số do phía bên chỗ mà Mạnh Thường Quân người ta cất nhà đó, người ta chỉ là cho ở tạm thời tới bé Hằng 18 tuổi đó. Đó thì người ta mới là tự bé Hằng bươn chải. Ừ. Mà khi quay lại nhà này thì sẽ không còn cái nhà nữa, thì đâm ra là bà hai vì lý do đó nên bà hai không có đi. Hai cô chú anh chị, một lần nữa thì xin cảm ơn cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Có gì mới thì em sẽ cố gắng cập nhật mới nhất cho cô chú anh chị.